Đứng lên. Đau thế nào? Dạ mới đầu nó đau đây nè, cái nó xuống đây, cái nó qua đây, cái nó tẹt về đây. Cái này ta gọi là đau chữ T. Dạ không phải. Phải, khi nào đau đây, xuống đây, đi luôn, đau chữ Y. Ngồi xuống. Sao kỳ vậy? Rồi, ngồi xuống bắt mạch. Kéo bàn vô chút mày. Dạ rồi. Bệnh nhân đưa tay bắt mạch. Đưa tay bắt mạch. Cao lên. Cao lên. Nữa. Nữa đi. Ôi! Sao thế? Sao thế? Dạ ba, tại sao cái mặt tiền ba không vô ba khám mà ba vô hẻm ba khám chi vậy?